Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Tata của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip tại Radio USB nữa nha anh em. Dạo này con này USB hơi bị kích thích luôn nha anh em. Anh em nào nếu mà thấy cái phong cách chơi này hổ báo mà muốn chơi hổ báo như vậy thì cầm ngay vị tướng này vô test thử một trận liền nha anh em. Một vị tướng mà USB có thể nói là gánh luôn phần AD nha anh em. Ok, đầu tiên cái map coi con bùa này nó có ăn không. Nếu không ăn thì mình đi cướp thôi. Còn ăn thì thôi nha anh em. Hôm nay mình sẽ đi USB cho vị tướng Caffeine và tem địch. Và vị tướng AD nó là con Thor nè. Con này tương đối khó chịu mùa này nha anh em. Mùa rồi và mùa này con Thor nó rất là bá luôn. Phải nói là rất là tốn luôn, bắn đang cực kỳ cao luôn. Mở cuộc giao tranh đầu tiên rồi nha anh em. Ok, còn mít nó hết máu rồi. Ok, chiến công đầu cho mình. Bạn mít mình hất tung khá là khó chịu luôn. Chạy hộ bạn ơi. Phút thứ 1 phút 1 phút 20 mà mình đã được 201 rồi nha anh em. Chắc trận này ra đây chửi gì ăn hết phần của AD quá. Ok, giao tranh đầu mình thấy lợi thế cho team mình rồi. Nhờ bạn mít chơi khá là tốt luôn em. Con RC nó hất tung rất là cao luôn, làm cho tem bạn không có đỡ kịp luôn nha anh em. Ok, mình về hồi máu rồi, mình sẽ lên phụ AD nha. Rồi xong, được bằng mít nữa. Mới vô cái lợi thế gì thuộc về tem mình nha anh em. 4-0 cho tem mình rồi. Rồi cái đường top bị ép rồi. Bạn Arthur chịu không nổi hai bạn đó rồi anh em ơi. Nấp đây nha anh em. Đợi AD nó ra cấu rỉa nó. Này thì AD với chúng tôi cứ cấu rỉa thôi. Con này chơi thì cứ cấu rỉa và cấu rỉa thôi. Cứ chơi phong cách hổ báo một chút là được. Chơi Tara phải hổ báo nha anh em. Chơi Tara đừng nhát tay quá tội nghiệp AD, tại vì cái tính chất nó không có khống chế mà mình chơi hổ báo rằng mình có thể hỗ trợ AD được tốt hơn. Rồi xong, quên lên cái phụ trợ luôn anh em ơi, phụ lên chiêu 3 luôn anh em ơi. Thiệt là anh thật sự ngu ngốc. Rồi xong, lên cấp 4 mà vẫn chưa có anti luôn anh em ơi. Ta ra mạnh nhất cái anti mà mình bấm nhầm luôn rồi. Ok, mình sẽ hỗ trợ anh em ăn con rồng này nha. Trong mấy cái meta mùa này mình nên ăn mấy cái mục tiêu lớn gì nó rất là có lợi cho team luôn nha anh em. Mình lên mã ngọc cho con vị tướng Tara này. Trong trận này là ngọc đỏ 10 viên máu hồi máu tốc chạy. Ồ vậy. Ngọc đỏ 10 viên tốc đánh máu giáp, ngọc tím 10 viên công quản lý tốc chạy và ngọc xanh 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu nha anh em. Anh em có thể tham khảo nếu thấy phù hợp với cách chơi, phong cách chơi của mình thì có thể lên thử và mang vô trận đấu đấu thử liền nha anh em. Trước khi giảm sức mạnh thì Tara mình thấy vẫn còn rất ok nha anh em. Mình cứ tranh thủ chơi đi, nghe nói là nó thì giảm sức mạnh trong lần cập nhật tới mà chưa biết sao nữa, nhưng mà thật sự trong lúc này chơi Tara rất là ngon, ok luôn anh em. Tara này mình thấy đi lên DSB là nó thích hợp hơn là đi top nha anh em. Vì thật sự đi top thì có rất là nhiều vị tướng nó cơ động hoặc là sốc đam để có thể kết liễu AD hoặc là mấy con máu giấy tem bạn, trong khi đó con Tara thì nó chỉ được cái là trâu để đỡ đam hoặc là cấu rỉa thôi, chứ thật sự nó cái khả năng mà sốc sát thương mà để kết liễu tem bạn thì rất là khó luôn em ơi. Nên là mình thấy DSB để dành đỡ đam đỡ đòn cho tem thì cũng khá là ok luôn, chứ đừng có chơi mà đi top nhiều lúc nó thể bị thiệt thòi nha anh em. Ok,
Tây mạng ép khá là căng luôn. Ngọc Công đã kết liễu được một bạn rừng của Tây mạng rồi. Ok, trời giờ này còn quả cầu nè, quả cầu với chúng tôi. Ok, Ngọc Công ăn hai mạng rồi, kết liễu luôn mọi ơi. Trời ơi, nó còn anti anh em ơi. Ok, Ngọc Công đập khá là rác luôn anh em ơi. 305 dành cho mình. Trời ơi, Ngọc Công bỏ mạng rồi anh em ơi. Mình đứng đây đợi hồi anh tiên nha nè. Ok, anh tiên hồi cũng khá là nhanh với cái phù hiệu của mình nè. Phù hiệu mình đã lên cái phù hiệu giảm hồi chiêu, giảm hồi chiêu cuối và giảm luôn cái phụ trợ, giảm hồi chiêu phụ trợ anh em, để cho nó giảm cái lượng hồi chiêu lại, mình chơi có thể là tự tin hơn trong giao tranh anh em. Mình cứ chơi như như để đợi hồi anh ti và mình quay lại mình chơi tiếp nha anh em. Món đầu tiên mình lên phụ trợ miễn khống hồi máu để giải chón cho Guido, cái chiêu của Guido nha anh em. Món thứ hai mình sẽ lên áo chồng ăn giá để lấy được một ít làm chậm và một ít sát thương anh em. Anh em mình sẽ lên một xíu đam để chơi cho nó mắc phê anh em, tại mình đang xanh mà. Xanh thì mình có quyền, còn khi mà mình phế rồi thì xác định. Ok, cái này mình sẽ solo với nó luôn anh em ơi. Ngộ Công không qua, có thể là hai bạn cùng chết một lượt, chứ có thể là mình không sống nổi trong cú đó quá anh em. Ok, 405 dành cho mình rồi em ơi. Trận này mình khá là xanh luôn ạ. Ngộ Không chơi cũng rất là tốt luôn anh em, đập rất là rác luôn. Bạn Aaron đã đổi lên cái đường rồng rồi, mình lo farm luôn. AD mình bỏ AD luôn. Chơi dí quá bạn ơi. Ok, mình cố gắng đẩy vài con lính này rồi mình sẽ đi lên hỗ trợ anh em mở combat nha anh em. Ok, có một, sẽ có giao tranh ở khu vực đường tinh công nha. Đường tà thần đang có giao tranh anh em ơi, mình cố gắng chạy nhanh lên để mình hỗ trợ anh em nè. Phóng vô để khống chế nè. Ok, pha ban trụ của mình đây, double kill dành cho mình anh em ơi. Ây da, hên quá sao cái đường đam đó mà nó không có đủ sát thương, chứ mấy là chết mình luôn rồi. Không biết cái cú đó nó lại hụt, rất là may mắn luôn, xíu nữa là mình bể bụng với nó rồi, xíu nữa lại chấm dứt mình rồi. Ok, 605 dành cho mình rồi anh em ơi. Trận đấu có lẽ là tương đối dễ, nhờ bạn Ngô Không chơi rất là tốt luôn em ạ. Tem bạn khá là mỏng nên là bạn Ngô Không tha hồ mà gõ luôn. Cái gì mà căng vậy bạn? Hổ báo trường mẫu giáo anh em ơi. Ok, khu vực rừng mét chuẩn bị giao tranh rồi, chắc mình sẽ lên hỗ trợ tem mình cái nữa anh em ơi. Lính cao không, mình phải đẩy đám lính này cái lấy lợi thế lại, đẩy đám lính lên đàn hồi tăng cái vị thế cho tay mình. Ây da, chốn quá chốn luôn anh em ơi. Tên bạn khá là khống chế luôn, mà tên mình thì không thấy khống chế đâu luôn. Tên mình chỉ được cái trâu thôi, tên mình có A Thơ và có Tara bao trâu luôn anh em ơi. Tha hồ cho AD bắn luôn, nhưng mà trận này AD không biết bắn luôn. Chắc không phải không biết mà tại vì có nhiều mạng mình ăn hết rồi. Xin lỗi AD nha. Nói chung là bạn nào xanh cũng được, miễn xanh cho tem bạn phế là được nha AD ơi. Cái phong cách mình chơi nó hơi hổ báo nên là AD không có mạng với mình luôn rồi. Kệ AD đi farm đi. Không phải mình ca hết mà mình thích ban trụ mình giết nó à. Đợi AD lên được kịp.
để đứng cao lên để mình cho nó thủ, rồi mình ép cái len của nó này anh em ơi. Mình ăn con bùa xanh để lấy giảm hồi chiêu, chơi cho nó tự tin lên nè. Ok, bạn thôi nè, bắn anh ti khá là rác luôn em ơi. Hứa là thơ còn may mắn được sống sót luôn nha. Chạy nè, chạy với chúng tôi. Ok, cố gắng ép cái trụ siêu cấp này luôn anh em ơi. Đang tên bạn đang chết hai rồi, cố gắng mình chắc mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây luôn anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video đến cuối clip nha. Anh em nếu mà thấy hay cho mình xin một nút like, một nút subscribe để ủng hộ kênh của mình và cho phát triển nha anh em. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.